cách đây là 39 năm, là cô mới 20 tuổi, là điều trị một nhát là nó ở vùng má này, áp lạnh, và lần thứ hai là ở môi này. Cái trước kia nó không to như này, nhưng mà bây giờ cũng một ngày chắc là nó phải phát triển to. Thì lúc bây giờ thôi là không muốn đi nữa. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ đến tuổi già rồi, nhưng mà nghĩ con này, chồng con và con cháu nó cũng cứ động viên. Bây giờ nó có phương pháp cao hơn ngày xưa, chữa được cái u mạch máu này, thì là cô bảo cô ân đâu đã tra lên mạng cha, thì là cô thấy nó cũng phù hợp để cô đi làm. Bác sĩ Hương Trà thì đã đi những đường laser đầu tiên rồi, thì không biết là bác sĩ có thể cho biết là mức độ đáp ứng của cô với laser của chúng ta ngày hôm nay như thế nào ạ? Các bạn có thể thấy những cái điểm đáp ứng mà tôi đã tiến hành điều trị. Đây là những cái điểm mà các mạch máu bất thường đã được đông co và tạo thành màu sậm màu như thế này, thì đây là những đáp ứng rất là tốt. Thì sau khoảng 7 đến 10 ngày thì những cái điểm đáp ứng sậm màu này thì sẽ sáng hẳn lên so với cái vùng xung quanh. Như vậy là buổi đầu tiên và cô Lan đang đáp ứng rất là tốt với laser, một tín hiệu rất là tốt và rất là tích cực. Gửi ngay tình trạng chằm của bạn để tham gia chiến dịch xóa chằm bớt, thay diện mạo đổi cuộc đời ngay hôm nay.